Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của Hòa Đàn Lát. Chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ nhé. Hôm nay video này Hòa sẽ hướng dẫn mọi người cách mà mình thay đổi màu sắc của cái chiếc đèn đường chiếc lá này. Khi mà mình có nhu cầu sử dụng cái đèn mà để mà nó chuyển qua một cái mục đích khác á, một cái màu khác á, thì mình sẽ cho nó thay đổi màu nha mọi người. Thì trên tay Hòa là đang là hai bộ chip led màu đỏ, nó là bốn cái đó mọi người. Thì hôm nay video này Hòa sẽ hướng dẫn cả nhà mình thay đổi màu cho cái đèn đường chiếc lá, nó đang là màu trắng nha mọi người. Đây, nó có cái dây điện đây. Dây điện đây hai đầu. Thường thường á là cái dây màu vàng này là mình bỏ này mọi người. Mình sẽ đấu điện 220 là dây màu tím và dây màu xanh. Cái đèn nó đang sáng thì bây giờ mình muốn đổi nó sang màu đỏ thì mình phải cần những cái con chip led màu đỏ này nè. Như mỗi lần Hòa đã nói, khi mà mình muốn thay con chip vàng hay là chip màu xanh lá, chip màu đỏ gì á thì mình nên á là hàng cái chì trước đã. Như Hòa hay nói đó, mình cần một cái mỏ hàn nóng và dây chì để mà mình hàn cái con chip này nè mọi người. Mình hàn những cái con chip COB này á, mình cần lấy một ít đầu chì vào cái mỏ hàn đã, xong đó mình chích như vậy nè mọi người. Đây. Đây mình lấy một ít chì xong rồi mình chích vào đây thì nó sẽ dính rất là cứng nha mọi người. Nó dễ dính hơn khi mà mình, nếu mà mình không hàn cái này vào á, một lát là mình hàn dây ấy, rất là khó. Đấy. Đấy. Đó, mình phải để cho nó dính hết chì luôn nha mọi người. Đây. Đó, nó sẽ không có dính ra nha mọi người. Đây, Hòa sẽ làm lại cho mọi người xem. Đây. Mình sẽ hàn cái chì này vào đây trước đã. Là lát là mình thay con chip đèn nó rất là nhanh. Đây. Mình hàn sẵn luôn. Đây. Nhiều khi nó hơi khó dính mọi người, nên nó là hàng sẵn vào trước đó. Nếu mà chỗ nào mà chưa hàng vào được á, thì mình làm như vậy nè, đó mình để cái mỏ hàng vào đây luôn, xong rồi mình dời đi từ từ đó. Đó. Khi mà dính chắc á, thì nó sẽ là như vậy đó. Mình sẽ chia con chip ra thì bây giờ Hòa thay một cái đèn này thì Hòa cần một con chip này thôi. Bây giờ Hòa sẽ tiến hành Hòa thay cây đèn màu trắng thành cây đèn màu đỏ nha mọi người. Thì bây giờ Hòa sẽ tháo cái mặt trước của nó có ra. Mình có thể là dùng lục giác, có thể là mình dùng cái máy nào nó có cái đầu lục giác đó mọi người. Thì mình tháo nó ra giống như mình sửa đèn vậy đó. Đấy. Đấy, mình giữ chặt cây đèn xong rồi mình tháo nó ra. Đó. Đấy. Đầu tiên là mình tháo cái khung này nó ra, sau đó mình bỏ cái miếng này ra và cái miếng phản quang thì mình sẽ tháo ra nha mọi người. Đó. Đây là chip lumen led này mọi người, nó màu trắng. Bây giờ thì Hòa sẽ tiến hành Hòa tháo nó ra. Mình làm nó cũng thao tác rất là nhanh thôi. Sau khi mà tháo cái lớp nó ra thì mình vệ sinh nó và sau đó mình chích một ít chì vào cái đầu mỏ hàn nè mọi người. Đấy, và mình sẽ lấy cái dây ra rất là dễ đó. Đó. Mọi người thấy ông Hòa làm rất là nhanh cho nên do Hòa quen tay rồi đó mọi người. Đấy. Và bây giờ mình sẽ tháo cái con chip nó ra. Đấy. Con chip này là mình sẽ tận dụng lại để mà mình làm những cái cây đèn mới. Sau khi mà tháo con chip nó ra, tháo con ốc ra xong á thì mình sẽ tháo cái con chip ra. Và như mọi khi thì mình cần cái hũ keo tản nhiệt này. Keo tản nhiệt là một cái nguyên liệu không thể thiếu cho cái việc làm đèn nha mọi người. Nên nó là dùng keo tốt một xíu, keo màu xám đó mọi người. Đấy. À, khi mà
Bôi keo tản nhiệt xong á, thì cái đầu dương á, đầu dấu cộng đó mọi người, thì mình bỏ vào dấu dây đỏ, và đầu dấu trừ á, thì mình bỏ vào dây đen, và sau đó mình sẽ quặn lại thôi. Chip mới lên cho nên á, là mình sẽ quặn luôn bốn con ốc nha mọi người. Đấy, mình sẽ quặn chặt nó lại. Đấy. Rồi ok. Thì sau khi mà quặn con ốc xong thì mình sẽ hàn dây đỏ vào vào dấu vào dương, còn dây đen vào âm nha mọi người. Đấy. Mình sẽ hàn lại đấy. Đấy. Thì sau khi mà hàn xong là mình thử là xem là mình đã hàn chắc chưa, và sau đó là mình dùng điện 220 mình test thử. Dùng điện mình test thử xem là nó có sáng chưa nha mọi người. Đấy. Thì đây là cái đèn màu đỏ đó mọi người. Đấy. Và sau khi nó sáng rồi á, thì mình sẽ dùng keo silicone này. Mình sẽ dán lại nó giống như mỗi khi mà Hòa làm những cái cây đèn trước đó mọi người. Đấy. Đèn đường thì Hòa cũng đã hướng dẫn ở video trước là mình đã làm như thế nào rồi, thì bây giờ là mình sẽ làm lại như vậy thôi. Và bây giờ là mình chờ cho khoảng 5 phút cho keo nó khô là mình lắp lại cây đèn đó mọi người. Và sau khi keo đã khô thì mình sẽ lắp lại miếng phản quang cho nó. Miếng phản quang thì mình nên bẻ cong nó lên một xíu. Đấy, và mình sẽ lắp lại như vậy. Đấy, mình bỏ nó vào chính xác nha mọi người. Mình bỏ cái lớp này vào lại. Và sau đó mình bỏ cái khung này của nó vào. Đấy. Nếu như mà mình làm quen rồi á, thao tác mình nhanh á, mình thay một cái con chip đèn như vậy á, là nó rất là nhanh. Nó tầm cỡ 5 phút là mình đã làm xong rồi đó mọi người. Đấy. Lâu là lâu cái thời gian đợi thôi. Đấy. Mình sẽ quặn chặt lại như cũ. Đấy. Đó. Rồi ok. Sau khi mà đã thay xong á, thì mình sẽ test lại thử thêm một lần nữa. Nếu mà sáng á, thì là ok đó mọi người. Đó, đây là ánh sáng màu đỏ đó mọi người. Đấy, đèn màu đỏ. Đấy. Thì Hòa đã hoàn thành cái việc mà thay chip ánh sáng trắng sang chip ánh sáng đỏ. Video của Hòa hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nhớ đăng ký kênh và like share giúp Hòa nhé. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của Hòa. Bye bye.